sáng. Cỏ rất là nhiều luôn ấy, cỏ cây sắn đây rất là nhiều luôn. Trồng rất là nhiều sắn nhé, khu này. Lạc à? Lạc rất là tốt nhá, khu này đất trồng lạc thì nó rất là tốt luôn. Có dưa không nhỉ? Có mà. Đi xem nào. Có hơi bé bé quá. Ui dưa, dưa to thật đấy này. To với dưa tài. Cái chỗ này trước là một cái nền nhà, nhà họ chuyển di cư hết rồi, bây giờ chỉ còn mỗi cái bể không ở đây thôi, nó bể nước ấy. Đây là nền nhà cũ ấy, bây giờ họ di cư đi hết rồi, bây giờ chỉ còn mấy cái bể nước ở đây thôi. Đi, không ăn đâu. Đoạn này có dưa không? Dưa không đi được. Không có đấy. Chắc không có đâu. Ở đến đây có gì học. Ở dưới này toàn là cái sắn, trồng sắn rất là nhiều luôn này. Còn thửa ruộng này là không có nước nên là họ trồng đậu tươi à? Trồng đậu tươi vào hết rồi. Này nó mọc lên, xanh xanh rồi. Hai chú cháu mình tiếp tục đi trên đồi này, đi xem có ong không nhá. Thôi đi. Trời nắng thế hôm nay à. Why?
Hôm nay thì trời rất là nắng, lại vừa nóng nữa. Đây có nước rồi. Hả đi. Có nước không? Này này đi lấy nước mày đi. Cái xanh thì nắm gì? Đâu chạy đi van đi. Chỗ này rất là mát. Ba giờ 15. Ba giờ. Tí ở dưới ở trong khe khe, cái nhà ở trong khe khe này là gọi là mình có một ông đồng hao ở dưới này. Mát hôm nay thì gọi là vừa nắng lại vừa nóng. Bây giờ đến đây thì gọi là bây giờ nó cũng mát mát một tí rồi, bởi vì vừa có gió nữa thì nó mát rồi. Giờ thì hay chú cháu mình tiếp tục đi vào tít trên đồi này để xem có ong không, hay là cái cây này nó có một tổ nào gì đó đấy. Cây này rất là cao luôn.
rồi. Đâu hết. Lì hú. Ngồi đi. Ô, chỗ này mát thật đấy nhỉ. Này thì bây giờ nếu mà ngủ đây thì sướng rồi. Chạy vào bên kia để đi tắm nước á. Dưới này họ bỏ ruộng rất là nhiều này. Bên dưới một tí. Đấy. Hết đồ cổ. Tắm nước thế nhỉ?
sẽ đi không? Không đi đâu. Không có dưa ăn. Muốn ăn một quả dưa lắm rồi. Nhưng mà lại không có. Chỗ này có ông không? Bắt ông đi tối làm canh. Vừa thích ăn dưa lại vừa thích, lại vừa ăn nước nữa. Anh chàng đã khá hăng rồi. Bây giờ đi vào trong kia, đi vào trong suối khe kia để xem có cua với lại đi xem có cua với lại đi xem có cá không. Có dưa đâu. Trên này rất là cao nhé. Hai chú chúng mình bảo là trưa nay là đang định đi thả ong nhưng mà lại không có lông gà trắng ấy, thì không biết thả cái gì nữa, chắc cứ đi mò xem. Nhưng mà số may thì chắc muốn gà tổ nó gì đó. Mày về đây. Có dưa ăn rồi. Ngon đấy nhỉ. Dưa. Chú bình cho luôn. Hãy được ta. Được không? Con nó đi đây.
Ôi, nghỉ ngơi cái láng này tí đã. Nắng quá rồi. Thôi nghỉ ngơi đây tí. Ăn chưa đó? Khát nước quá rồi. Ăn chưa rồi. Ăn được không? Ông lên này, thả đi. Giống lửa đấy. Đi vô. Đi vào trong suối ở trong kia. Ui, này sạt hết rồi nhỉ.
Vậy. Suối này có ốc không? Ừ. Chắc không có đâu cái gì. Chắc không có. Đi vào thôi nhé. Thật quả thôi. Ủa, không đi được. Ủa, không đi được không nhỉ? Không đi được không? Ủa. Đi quay lại thôi. Con bướm à? Con bướm đâu? Không nhìn thấy đâu. À, con bướm vàng, màu vàng. Phút rồi. Sắp tầm 20 phút rồi. Đừng ước tốt. Cậu có. Bác ốc thôi. Đây, ống vàng đây các bạn ơi. Ông này gọi là ống vàng này. Đấy. Bắt xem. Bắt được đồ con này. Đấy, con này ống vàng nhá. Con này, ông này là ở... ở rất là xa luôn đấy. Những cái cây nào nó to to thì nó ở đấy. Cây nào thối thối ấy.
Ủa nhiều thế. Ông vàng. Đi. Em gọi là ông vàng này. Nó muốn thả nó mà để mai đó. Mà có thời gian không ra đây thả. Chắc nó ở trên đùi đấy. Thì hút ra đúng không? Bắt đầu vào suối. Bắt đầu vào khê nhá. Đi xem có cái con cua không? Đi bắt cua nhé các bạn nhé. Đi bắt cua đó. Bắt. Suối này thì chắc không có cá được nhưng mà khi này là có cua đi tìm con cua đó. Đây tìm cua chỗ này đó. Bắt cua đó. Ui, đi cùng con bé bé này. Bắt con đồ. Ui. Có con rồi. Đây. Ừ. Con nữa. Bắt được con nữa. Đi lên trên. Cho nó cho nước bẩn lên đấy. Hả? Để cho nước bẩn đi sang ở phía kia đâu có. Ủa. Đây là con gì à? Đâu? Đi 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 xem. Con này ăn ngon, con này gọi là con gì nhỉ? Ngon lắm con này. Đi vào trong kia thôi.
Thấy không? Không có thì lên. Lên. Đi đi nhớ. Đi đi đường nào? Đường này. Lại nhìn cái đoạn trên hơi cố. Đoạn này hơi cố thì nó hơi cố thì có ít lắm. Đi đường đấy, đường đấy à? Ui sao lượng này chắc cố rồi, khu này chắc chắn rồi, có cua ở đây đó. Lập đá xem. Thấy rồi đấy. Cua này. Cua này chưa hết rồi. Mà nó 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 hết rồi. Cua rồi. Đấy là con béo rồi. Cua một con rồi nhá. Ba, ba được hết con rồi. Nhà ngũ canh cua đi đâu hết rồi nhỉ? Cua này cái con mẹ thì sao không có con to ấy, không biết nó ở đoạn nào rồi.
đâu được con cua này. Nhiều hàm ấy. Nhiều cua, hú, sâu sâu ấy. Đấy, cái đá to to rồi. Cái. Cháu lúc bảo với nó thế xả tháo cái ở trong này sẽ có một cái hai cái chi con nó bắt con đó đi một con à thế nào ở đâu ui 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 đúng rồi lại đi một con thật rồi may ý nhỉ. Tay đi. Đúng rồi. Cái kệ đá như tí nó có rồi nó ở trong này. Cây đấy bây giờ thảo quả đấy hay tú ô xuống ở dưới này nó nhiều hơn thảo quả đấy.
Cái gốc này cũng xài nhiều phết đấy, 3 túi. Mò xem nào, mò xem có không. Đang còn cua đó, bắt cua đó. Một cá đó. Ở trên này có cá này các bạn nhỉ. Thank you.
Ngừa. Cố lên, cố lên. Ui. Thôi. Đó, đâu rồi? Bắt đưa đi. Đi sang đây. Đi rồi, bắt được con rồi này. To chưa? Được một con rồi, hai con rồi, để ăn ba, ăn bốn con rồi nhỉ? Bốn con rồi. Con thôi đấy. Bắt được hai ba con xuống thế đấy. Ăn thử sang ngon không? Cay chưa? Ăn thử sang cay chưa? Ăn thử xem cây chưa, thật quá ấy. Cây chưa? Chưa. Ngon phết.
bạn kẹp vào tay nhá. Cố không đi? Như thế à? Ô, bây giờ nước đủ thật đấy. Thì chính là nó tặng. Cứ cậy ra đi, cậy ra xem nó. Tôi mà nói chuyện hai này đi một con nữa rồi. Lại đi một con rồi. Tôi hơi bé đấy. Bỏ qua. Lại đi một con thật rồi. Con này no mà. Thank you.